Trước ngày diễn ra đại hội lần thứ 7, chiều ngày 24 tháng 7, đoàn đại biểu công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Công viên Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm Canh hùng liệt sĩ. Thành kính dâng hương hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu công đoàn viên chức tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, tiếp tục đổi mới hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng công đoàn viên chức tỉnh ngày càng vững mạnh.